Nếu có thể dùng một từ để diễn tả về người này thì có thể dùng từ liều lĩnh. Liều lĩnh xông vào ngay lúc tiệm vàng đông khách. Liều lĩnh một tay dùng súng, một tay dùng búa đập vỡ tủ kính rồi hốt lấy hốt để nhiều trang sức cho vào ba lô. Và không chỉ một mà có tới hai người, gồm một nam và một nữ. Tối 23 tháng 9, lãnh đạo phường Ba Ngòi tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng Kim Khoa nằm trên đường Hùng Vương, phường Ba Ngòi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 43 phút ngày 23 tháng 9, tiệm vàng Kim Khoa thời điểm này đang có đông khách giao dịch thì bất ngờ xuất hiện hai người, gồm một nam và một nữ, cùng đi xe máy kiểu dáng Sirius chạy tới. Trong khi người phụ nữ dùng búa đập phá tủ đựng đồ trang sức cướp nhiều nữ trang cho vào ba lô, thì người đàn ông cũng đi vào dùng súng khống chế, sau đó nổ súng khiến nhiều người chạy ra bên ngoài. Nghi phạm này còn đe dọa hai nhân viên của tiệm vàng. Các nghi phạm còn lục tủ đựng tiền và cướp sạch số tiền trong tủ. Vụ cướp táo tợn diễn ra chỉ trong khoảng 1 phút và các nghi phạm thoát thân ngay sau đó. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, truy xét nghi phạm gây ra vụ nổ súng cướp tiệm vàng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.